Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 1 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong tiết luyện từ và câu, quy tắc viết tên cơ quan tổ chức. Chúng ta khi thực hiện được xong bài này sẽ biết được quy tắc viết cơ quan và tổ chức. Và chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta sẽ thử tài hiểu biết để xem chúng ta quan sát tranh và trả lời như thế nào nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là theo em đây là cơ quan tổ chức nào? À, vậy thì chúng ta có thể thấy có thể xem tivi cũng có thể như đọc báo đúng không? Vậy thì chúng ta thấy đây là cơ quan nào? À đúng rồi, đây chính là Đài Truyền hình Việt Việt Nam, chúng ta thấy có VTV đúng không? Và hình ảnh số 2. Theo em, đây là hình ảnh của nhà máy thủy điện nào? À, ở đây thì chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh của nhà máy thủy điện. À đúng rồi, đây là hình ảnh của nhà máy thủy điện Hòa Bình. À, như vậy thì chúng ta thấy đây sẽ là một số cơ quan cũng như là một số các cái tên gọi đúng không? Vậy thì khi viết những cái tên gọi như thế này, cơ quan nhà nước hoặc là các nhà máy xí nghiệp thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Và chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên. Chúng mình sẽ xếp các cái từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Chúng ta sẽ có các cái từ ngữ ví dụ như là Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Võ Thị Sáu, trường tiểu học Ba Đình. Chúng ta sẽ xếp những cái từ này vào hai nhóm: tên cơ quan và tổ chức. Tiếp theo sẽ là tên người. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ nhé. À, bây giờ chúng ta cùng xếp cho thầy để chúng ta cùng chia sẻ cho các bạn nào. Tên người ở đây chúng ta thấy rõ ràng Hồ Chí Minh thì đó là chỉ tên người đúng không? Còn Đài Truyền hình Việt Nam thì chúng ta thấy đó là gì? Đó là tên cơ quan tổ chức đúng không? Và tiếp theo sẽ là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đây cũng là gì? Tên một cơ quan và tổ chức. Tiếp theo sẽ là Sở Tài nguyên và Môi trường thì chúng ta cũng thấy đây là gì? Chính xác, tên cơ quan và tổ chức. Còn Võ Thị Sáu thì chúng ta thấy đây là gì? À đúng rồi, tên người. Và trường tiểu học Ba Đình thì chúng ta thấy đây là gì? Đúng chính xác, đó là tên cơ quan và tổ chức. À, vậy thì chúng ta đã xếp hoàn toàn chính xác các cái từ vào hai nhóm, đó là tên cơ quan tổ chức và tên người. Tiếp theo chúng ta sẽ nêu cách viết hoa của cơ quan tổ chức có gì khác với cách viết hoa tên người. Vậy thì chúng ta sẽ phải quan sát lại cái bài tập 1. Chúng ta đã phân biệt được hai nhóm, chúng ta sẽ quan sát về cách viết viết hoa của tên cơ quan nhà nước và tên người chúng ta thấy như thế nào. Thì sau đây sẽ là một số gợi ý. Thì chúng ta phải quan sát kỹ cách viết hoa các cái từ ngữ của bài tập 1 nhé. Rồi nhận xét sự khác nhau giữa cách viết hoa tên các cái cơ quan tổ chức và tên người. Sau đó chúng ta sẽ nêu cách viết hoa của cơ quan tổ chức có gì khác với cách viết hoa tên người. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đúng không? Ví dụ như là tên riêng của người thì được viết hoa chữ cái đầu của tất cả các tiếng.
Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu, thì chúng ta thấy trong tiếng Hồ chữ cái đầu là hờ thì viết hoa luôn đúng không? Chí thì chữ C và viết hoa luôn. Và tiếng Minh thì chúng ta thấy đó là chữ cái đầu cũng viết hoa, mờ viết hoa. Võ Thị Sáu chúng ta thấy ba chữ đều gì? À viết hoa. Tức là tên người thì chúng ta thấy là gì? À, viết hoa chữ cái đầu của tất cả các tiếng nhé, tất cả các tiếng. Còn tên cơ quan thì như thế nào? Sau khi quan sát ở bài tập 1, chúng ta có thể thấy bộ văn hóa này. Đầu tiên thì chữ bộ, trong tiếng bộ chữ cái đầu là bờ là viết hoa rồi. Văn hóa thì chúng ta thấy trong tiếng văn thì chữ vờ là viết hoa, trong tiếng hóa thì không. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy tên các cái cơ quan tổ chức thì được viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận tạo thành tên. Chữ cái đầu nhé, chữ cái đầu của từng bộ phận. Ví dụ như là bộ văn hóa thì là chữ văn hóa thì là chữ viết hoa chữ vờ, tiếng trong tiếng văn chữ cái đầu là vờ. Thể thao thì đây là bộ văn hóa về thể thao mà. Trong từ thể thao thì chúng ta thấy viết hoa chữ đầu của trong tiếng thể là tờ. Và du lịch thì chúng ta thấy là từ giờ trong tiếng du đúng không? Du lịch thì không. Hay là sở tài nguyên và môi trường cũng vậy, chỉ là chữ cái đầu của bộ phận. Ví dụ như bộ phận tài nguyên thì chữ cái đầu là tài thì là viết hoa. Và ví dụ bộ phận về môi trường thì chúng ta thấy là trong tiếng bôi thì chữ cái đầu là bờ viết hoa đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy khác nhau nhé. Khác ở đây đó là chữ viết hoa ngôn người thì là viết hoa tất cả các tiếng, còn tên cơ quan tổ chức thì viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận mà thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tách tên cơ quan tổ chức dưới đây thành các bộ phận theo mẫu và nhận xét cách viết hoa các bộ phận trong tên cơ quan tổ chức. Ví dụ, câu mẫu thì chúng ta thấy có là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khi tách ra thì chúng ta thấy là có gì? Tập đoàn. Rồi sẽ là điện lực. Rồi sẽ là Việt Nam, đúng không? Vậy tương tự như thế chúng ta sẽ tách ra cho thầy xem là trường tiểu học Quang Trung, thì chúng ta sẽ tách tìm riêng từng bộ phận theo cách viết hoa. Ví dụ chúng ta sẽ tách đó là trường đúng không? Trường tiểu học gì? Quang Trung. Và hay là nhà máy thì chúng ta sẽ tách đó là gì? Nhà máy thủy điện Hòa Hòa Bình. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tách các cái bộ phận đúng không ra để viết hoa. Ví dụ như trường, trường thì chúng ta thấy là sẽ là những trường tách ra tiểu học để phân biệt với tiểu học với trung học cơ sở vân vân đúng không. Quang Trung là cái tên gọi. Ví dụ nhà máy thủy điện Hòa Bình. Vậy thì chúng ta có nhận xét là viết hoa chữ cái đầu tiên của từng bộ phận tạo thành tên cơ quan tổ chức. Chúng ta sẽ phải viết hoa cái chữ cái đầu tiên của từng bộ phận tạo nên cơ quan và tổ chức đó. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái ghi nhớ, đó là quy tắc viết tên của cơ quan tổ chức sẽ là viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận tạo thành tên. Chú ý nhé, chúng mình sẽ đọc ghi nhớ này. Ví dụ bộ văn hóa thể thao và du lịch giống như lúc nãy thầy đã nói đúng không, sẽ là viết hoa chữ cái đầu từng bộ phận. Ví dụ bộ văn hóa, bộ văn hóa là bộ phận văn hóa. Du thể thao thì là bộ phận thể thao. Du lịch thì chúng ta thấy đến là du lịch đúng không? Như vậy chúng ta thấy đây là những từ viết hoa, hay là sở tài nguyên môi trường cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành viết tên cơ quan tổ chức theo gợi ý dưới đây. Chúng ta sẽ viết tên trường học của em, tên cơ quan tổ chức ở địa phương em. Thì mỗi mỗi bạn sẽ học một trường đúng không, và cũng có những địa phương
và cơ quan tổ chức của mỗi địa phương đó cũng khác nhau. Thầy sẽ gợi ý như sau. Thì ví dụ ở đây chúng ta có thể viết ở Hà Nội thì chúng ta có thể viết như sau. Tên trường thì tên trường chúng ta học đúng không? Ví dụ hoặc là tên trường ở gần đó, gần nhà mình. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thì chúng ta thấy là các cái bộ phận trường, đại học, rồi Bách Khoa Hà Nội. Trường Tiểu học Trung Yên, Trường Tiểu học Dịch vọng A, vân vân. Hay là tên cơ quan tổ chức, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân quận 3, quận Hai Bà Trưng. Hay là Ủy ban, chỉ cái đầu viết hoa này, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, vân vân. Rất là nhiều. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài tiết luyện từ và câu. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.